Chào cô chú anh chị và các bạn, hôm nay Nghi sẽ ăn một cái thực đơn giảm cân. Đó là cà chua nè, trứng luộc và nho. Bây giờ Nghi mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn sáng với lại Nghi nha. Nghi ăn với lại muối 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 tôm. Ở Việt Nam á, mọi người sáng á, sáng thì mình được đi ăn ăn phở nè, ăn hủ tiếu nè, hay là mình được ăn bánh mì thịt. Còn ở bên Hàn này sáng á, ăn cơm nguội, còn thôi là luộc trứng ăn vậy nè, cho rồi đi làm chứ. Không có được ngon như ở Việt Nam mình. Nên là người ta nói Việt Nam mình là sướng nhất luôn á. Sáng mà ra chợ cái nhiều quá trời món ngon luôn. Còn ở ở bên Hàn sáng dậy ăn cơm nguội. Tại tại vì bình thường thì Nghi đi làm á, nhiều khi Nghi đi làm là Nghi nhịn ăn sáng luôn. Vô vô công ty có cà phê mình chỉ uống một cốc cà phê rồi tới trưa ăn cơm nữa cho đỡ đói. Còn bữa nay chủ nhật ở nhà nên rảnh rỗi còn luộc trứng đâu ăn. Nghe thấy người ta nói ha, mình ăn trứng luộc, cà chua, trái cây hoặc là lau xà lách đồ ăn như vậy thì sẽ giảm cân được. Bây giờ Nghi sẽ thực hiện ăn kiêng thử coi giảm được mấy ký. Mọi người nhớ theo dõi nha. Bây giờ hôm nay là Nghi làm cái clip đầu tiên ăn chế độ giảm cân. Ngày mai Nghi sẽ tiếp tục la clip giảm cân với lại món khác. Nghi sẽ ăn thử một tháng xem mình giảm được bao nhiêu ký. Sáng mà ăn trứng luộc với lại muối tôm ngon lắm mọi người ơi. Ngon, lâu lâu mình ăn cái này rất là ngon. Người Hàn Quốc người ta không có ăn muối tiêu hay là muối ớt giống như mình, họ mà luộc trứng á, họ ăn muối trắng không à, đem luộc trứng là cái họ đem dĩa muối trắng ra như vậy đó. Mình đâu có khều tái sinh mà. Bây giờ mình sẽ ăn cà chua. Ăn cà chua chấm muối. Cà chua này có nhiều người ăn sống được với nhiều người không. Nhưng mà ăn được thì rất là tốt, rất là đẹp da luôn. Ngon, chua chua chấm muối ngon. Ở con muỗi lúc là mùa đông muỗi nó bay vô nhà. Ăn cà chua chấm muối ngon ghê.
chua nè, có trái chua trái ngọt, giòn ngon. Ăn không thì hơi chua mà mình chấm muối vô ngọt, ngon. Mình luôn hả? Thấy mình ăn cà chua mà nó nuốt luôn miếng luôn. Ăn cà chua không? Chưa ăn cà chua không? Thấy chú ăn cà chua chảy nước miếng. Tại em thấy vậy thôi chứ nó không ăn, cho nó không ăn. Ngon quá. Cà chua chua giòn giòn. Mình phải cắn một cái. Cắn cái mình cái muối ngâm em. Hay dính. Ngon. Cái cà chua này nó giống như là cái quả cà na bên mình đó. Nó bầu bầu. Ngon quá. Ăn cà chua này sốt ruột. Vẫn sẽ ăn thêm một cái trứng nữa. Con Milo nó nghe đập đập trứng mà nó chạy vô rồi đó. Đâu Milo, gì đâu á? Em đi cho miếng. Nghe đập trứng là anh chạy vô liền. Cho mình luôn. Ăn mà có ăn trứng chấm muối là ăn rất là ngon. Mình ăn không sẽ bị ngấy lắm mà mình ăn có muối vô ngon. Bữa nay là ở bên hàng bên ngoài rất là lạnh. Bây giờ là cây á, lá vàng hết đẹp lắm mọi người. Bây giờ ở bên ngoài là đi chụp hình đẹp lắm luôn nhưng mà hơi lạnh. Lá vàng à. Một tí nữa tôi sẽ đi quay lá vàng. Mọi người nhớ đón xem clip mới của Nghi nha. Các bạn xem video xong mà các bạn nào chưa đăng ký kênh ủng hộ Nghi, nhớ bấm like và đăng ký kênh.
ủng hộ cho Nghi nhé. Để Nghi có động lực ra nhiều video hơn nữa. Bây giờ Nghi sẽ siêng năng chăm chỉ ra clip hơn. Tại hôm đó Nghi đi làm, Nghi không có thời gian. Bây giờ Nghi bắt đầu có thời gian. Ăn quả nho. Ăn cà chua xong mà ăn nho vô nó ngọt. Nho này nho hổng hộc. Rất là ngon luôn. Ngon quá mọi người. Đã sáng nghe ăn hai quả trứng, ít quả cà chua và ít quả nho. Ngày mai người sẽ ăn thực đơn giảm cân của ngày thứ hai. Thôi thời gian cũng dài rồi, Nghi xin dừng clip tại đây và hẹn quý cô bác anh chị và các bạn trong video mới. Mọi người nhớ đón xem video của Nghi nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người.